Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi điểm tin bất động sản của May Group. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có giao dịch tốt. Hà Nội thiếu mỗi năm khoảng 50.000 căn hộ. Giá chung cư Hà Nội tăng cao đột biến nhưng rất ít giao dịch. Thưa quý vị, dữ liệu lớn của Property Guru Việt Nam cho thấy, Kể từ quý 1 vừa qua, nhà riêng này dần có sự cải thiện về lượng giao dịch và mức độ quan tâm. Nhà riêng 2 đến 4 tỷ đồng là phân khúc có biến động lượt quan tâm tăng mạnh nhất do đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân. Phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng ít biến động nhất vì nguồn cung khan hiếm. Ngoài ra, nhà riêng tại các quận ngoại thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có lượt tìm kiếm tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý lượt quan tâm tìm kiếm nhà riêng tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do nguồn cung khu vực nội thị khan hiếm và đắt đỏ. Cũng theo công ty trên, nhìn tổng thể, nhà riêng ngoại thành Hà Nội có mức độ tìm kiếm tăng mạnh hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lượt tìm kiếm nhà riêng ngoại thành Hà Nội tăng 12 đến 43%, trong khi thành phố Hồ Chí Minh chỉ biến thiên trong khoảng từ 4 đến 14%. Nam Từ Liêm là quận có lượt tìm kiếm nhà riêng tăng mạnh nhất Hà Nội 43%, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà riêng quận Tân Bình thu hút nhất 14%. Nhiều môi giới bán nhà thổ cư chia sẻ, phân khúc nhà trong ngõ, đặc biệt là những căn nhà có mức giá tương đối phù hợp từ 3 đến 4 tỷ đồng, thường có tính thanh khoản cao, dễ bán và sở hữu pháp lý đầy đủ. Theo báo cáo mới công bố của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trong điều kiện hạn chế về nguồn cung, giá căn hộ sơ cấp Hà Nội đang neo cao trong khi các căn hộ thư cấp có giá xung quanh 3 tỷ đồng chỉ có ở các quận huyện xa trung tâm cũng đang được săn đón và ngày càng khan hiếm. Do đó, một căn nhà riêng có giá trên dưới 4 tỷ đồng với diện tích 30 đến 40 mét vuông trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều gia đình có mong muốn an cư. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các giao dịch về giá đã tiếp tục tăng trưởng bình quân 5%, các sản phẩm có giá từ 3 đến 4 tỷ đồng được nhiều người săn đón sản phẩm được người dân quan tâm nhiều nhất là căn hộ và đất nền. Giá và mức giao dịch ở khu vực đông dân cư và khu công nghiệp tăng mạnh khoảng 20%. Phân khúc bất động sản thổ cư, nhà riêng cũng nhộn nhịp hơn. Giá giao dịch nhà ở khoảng 3-4 tỷ đồng được quan tâm nhiều, khách hàng tập trung nhiều. Phân khúc bất động sản công nghiệp cũng bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chưa có sự tăng trưởng. Theo ông Đính, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản. tuy nhiên sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. thưa quý vị dữ liệu nghiên cứu của hội môi giới bất động sản Việt Nam và cho thấy giá căn hộ Hà Nội đang tăng liên tiếp hàng chục quý. Chỉ số giá sản phẩm tại thời điểm quý 1 năm nay ước tăng 48% so với quý 1 năm 2019 và tăng 8 điểm phần trăm so với quý 1 cuối năm 2023, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cụ thể giá bán căn hộ hạng C ở mức 30 đến 45 triệu đồng một mét vuông, tăng 20 đến 30% so với cùng kỳ. Hạng B từ 45 đến 60 triệu đồng một mét vuông, tăng 15 đến 20% so với cùng kỳ. Hạng A 60 đến 100 triệu đồng một mét vuông, tăng 5 đến 10% so với cùng kỳ. Hạng A cộng có giá bán 100 đến 200 triệu một mét vuông, tăng 15 đến 20% so với cùng kỳ. Bước tăng trưởng mạnh diễn ra ở hầu khắp quận của Hà Nội. Thị trường chủ yếu ghi nhận triển khai kinh doanh đối với căn hộ hạng B và A, rất ít sản phẩm hạng C hoặc A cộng. Lý giải về tình trạng này, và cho rằng có 4 nguyên nhân chính khiến giá tăng cao. Thứ nhất, cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện, giá trị bất động sản cũng tăng tỷ lệ thuận với đầu tư. Tuy nhiên thực tế là chỉ đầu tư một nhưng tăng đến 3 đến 4 lần. Thứ hai, nhu cầu đầu tư căn hộ cho thuê được thúc đẩy từ nhu cầu lưu trú của lượng lớn khách du lịch quốc tế, chuyên gia người nước ngoài hay học sinh sinh viên. Thứ ba, nhu cầu đầu tư với dòng tiền lớn đang chảy vào bất động sản để giữ tài sản trong bối cảnh lãi suất ngân hàng chạm đáy. Thứ tư, quá thiếu nguồn cung, khan hiếm nguồn hàng trong khi nhu cầu sở hữu nhà luôn ở mức cao và xu hướng tiếp tục tăng. Theo ông Nguyễn Văn Đính, nhu cầu quá lớn, nguồn cung hạn chế, giới đầu cơ thì nhân cơ hội thổi đẩy giá lên ở những dự án chung cư cũ. Việc mua đi bán lại càng khiến giá tăng cao. Trong bối cảnh này, nếu có dự án mới ra hàng, họ có thể tiếp tục sẽ tát nước theo mưa để đưa ra bán cao. Chuyện giá chung cư hiện nay cũng như câu chuyện cả chợ chỉ có một hàng bán thịt. Nếu nhiều người mua nhưng chỉ có một người bán thì người bán chắc chắn giá tăng. Đồng quan điểm, các nhà phân tích thị trường cho rằng thậm chí giá trung cư còn tăng nữa nếu nhu cầu vượt đỉnh cũ. Cụ thể, lượng tìm mua trung cư tại Hà Nội đã tăng đáng kể từ quý 2 năm 2023, đạt đỉnh vào tháng 8 năm 2023. Sau đó, lượng người bán ra trung cư lớn khiến lực cầu giảm. Đến tháng 12 năm 2023, nhu cầu tìm kiếm trung cư tăng mạnh trở lại. Vào tháng 2 năm 2024, lại gần quay về đỉnh của tháng 8 năm 2023. Sự tăng giá của chung cư Hà Nội phần nào phản ánh quan hệ cung cầu do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến hiện tượng giá đi lên. Và tính toán đến năm 2025, dân số Hà Nội dự kiến đạt 9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 62%. Như vậy, dân cư sống tại khu vực thành thị sẽ tăng từ mức hơn 4 triệu 100 nghìn người vào năm 2022 lên 5 triệu 580 nghìn người vào năm 2025, tương đương với 120 nghìn hộ gia đình thành thị thêm mới mỗi năm. Theo kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội, tổng nguồn cầu giai đoạn 2022-2025 là 185.200 nhà, trong đó có 166.600 căn hộ. Nhưng dữ liệu nghiên cứu từ VAS cho thấy số lượng căn hộ mở bán mới tại Hà Nội đang liên tục sụt giảm. Năm 2023, nguồn cung căn hộ mới đạt gần 11.000 sản phẩm, bằng 66% so với năm 2022. Quý 1 năm 2024, thị trường Hà Nội chỉ ghi nhận được 3.000 căn hộ mở bán mới. Như vậy, từ nay đến năm 2025, trung bình mỗi năm Hà Nội có thể thiếu hụt 50.000 căn hộ. Số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới liên tục sụt giảm, không nhiều người có ý định bán nhà và thị trường vắng bóng hoàn toàn các căn hộ giá bình dân. Thưa quý vị, thông tin do Bộ Xây dựng công bố được tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh thành, có tham khảo các viện nghiên cứu, các sàn giao dịch bất động sản và giao dịch thực tế bên ngoài. Theo đó, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư chung và dài hạn. Khảo sát cho thấy giá bán trung bình một số dự án tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Trong đó giá chung cư tại Hà Nội giao bán liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Có những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5 đến 10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì rất ít giao dịch thành công. Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra. Dự kiến sau dịp kỳ lễ, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ báo cáo cụ thể. Về nhà ở riêng lẻ, biệt thự liền kề đất nền trong dự án, nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý 1 đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Giá bán tại Hà Nội được giao dịch tăng khoảng từ 5 đến 15% so với cuối năm 2023. Giá bán dao động trong khoảng từ 80 đến 220 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán dao động trong khoảng từ 90 đến 250 triệu đồng một mét vuông. những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại